xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dấu Ấn Huyền Thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại tuần này rất hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị và các bạn một nhân vật rất là đặc biệt, một nghệ sĩ cải lương đã được tôn vinh vào hàng danh ca, và anh là người khởi xướng nên trường phái ca vọng cổ theo một cái kiểu rất là đặc biệt và rất riêng. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn là phải nhắc đến chất giọng vang, dày, trong chuốt, dù lên cao hay xuống trầm vẫn rõ nét, không thể lẫn vào đâu được. Những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 được xem là thời kỳ hoàng kim của Thanh Tuấn, khi số bài thu âm của ông lên đến 500-600 bài. Chính cách rung, ngân, nhấn chữ độc đáo đã đưa Thanh Tuấn lên hàng danh ca, đồng thời tạo nên một trường phái vọng cổ ảnh hưởng rất nhiều đến các nghệ sĩ cải lương sau này. Năm 1973, Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ lần đầu đóng cặp cùng nhau trong vở Đường Gươm Nguyên Bá. Đĩa nhựa này ngay lập tức tạo nên một cơn sốt, mở đường cho cặp đôi Thanh Tuấn Thanh Kim Huệ trở thành một hiện tượng vang danh mãi cho đến tận bây giờ. Năm 2001, ông được trao giải diễn viên xuất sắc nhất liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2000 với vai Chu Văn An trong vở diễn cùng tên. Năm 2007, Thanh Tuấn được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2019, ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với gần 60 năm theo nghề, nghệ sĩ Thanh Tuấn đã ca hơn 1.000 bài vọng cổ và diễn gần 300 nhân vật khác nhau. Là một trong số ít những nghệ sĩ gạo cội vẫn còn hoạt động nghệ thuật hăng say, giọng ca nội lực của ông sẽ mãi là huyền thoại trong lòng khán giả yêu mến nghệ thuật cải lương. Trước khi đi vào các tiết mục biểu diễn của ngày hôm nay, em cũng xin anh ít phút ngược thời gian trở về quá khứ chút xíu. Dạ thưa anh, thì em được biết là anh quê anh là Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đức Phổ. Dạ. Bây giờ sau khi người ta nghe anh Thanh Tuấn hát, cũng rất ít người nghĩ rằng anh là một người con của miền Trung. Dạ thưa anh, thì anh có thể chia sẻ anh bắt đầu từ lúc nào anh bắt đầu hát, và bắt đầu lúc nào anh làm quen với lại giọng cổ? Anh sinh đẻ tại thôn Thủy Triều, xã Phú Hưng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Anh yêu thích ca hát từ hồi 7-8 tuổi. Anh nghe cậu Mười Út Đã Ôn, anh Thành Được, Triệu Bạch Lan, chị Ngân Khương, vân vân, anh ca trong cái đĩa thì anh lắng nghe và anh yêu quá, anh mê thích quá. Dạ. Và cứ tìm tòi trong radio đó. Dạ. Mỗi trưa đó có phát những kịch bản với tuồng trong 11 giờ trưa đó, thì anh cứ theo anh nghe, nghe và anh học từ trên đó luôn. Tức là bài ca, thí dụ Kim Tiền Bản ca làm sao, Sàng Xê ca làm sao, Phụng Hoàng ca làm sao, thì anh học từ trên đó. Mấy chú mấy anh ca đó thì anh biết cái dấu gì của bài đó, thì anh đã khắc đậm trong lòng và anh biết ca từ ở trên những cái đĩa hát của các anh các chú ở đó, học cách đó rồi mới đến lớp trường. Khi anh đến lớp ở đại học trường thầy thì anh đã biết được ít nhất cũng 50%. Đến khi anh phải vào Sài Gòn, mẹ anh đi trước năm 60 đó, đi vào đó rồi bắt đầu đi làm thuê, làm cho cái tiệm thuốc bắc sát rạp hát Thủ Đô. Đêm nào cũng có đoàn cải lương về đó. Anh canh chừng mà cái tuồng mà gần hết á, anh bước vào để anh xem cái đoạn cuối. Có một hôm thì anh bảo gan, anh lên, anh bước vào hậu trường của đoàn hát, anh hỏi thăm: bây giờ cháu muốn đi học ca, học hát thì sao sao? Thì những anh chị cô chú chỉ cho anh. Yeah. Anh mới tìm được thầy, anh đi học thầy Út Trọn. Xong 3 tháng thì anh tìm thầy qua học về diễn xuất sân khấu, chú Bảy Trạch. Anh học thêm mấy tháng nữa thì đến khi anh ca được, mấy chú với anh đến mà cầm theo cục đường dụ anh ca và bảo là: Liêm ơi, ca đi, ra đi chú cho cục đường. Vậy thì cứ ca và được cho đường mỗi đêm, và bắt đầu từ đó là anh theo đoàn hát luôn tới giờ này.
À, dạ kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đây là những cái thông tin mà Coleman nghĩ là rất quý đúng không ạ? À, em có nghe cái một cái chi tiết là anh nói là ở quê gọi anh là anh Liêm. Ủa vậy không phải là cái tên thật của anh là anh Thanh Tuấn hả anh? Ba má đặt cho anh cái tên là Nguyễn Thanh Liêm. Thì cái tên đầu tiên của anh á là anh lấy tên là Hoài Trúc Linh. Chính thức có cái tên mới Thanh Tuấn là từ năm 1969, 1969. Thì khi đó anh về Hương Mùa Thu, và anh có một đứa em trai đi theo hát chung. Thì anh nói thôi bây giờ cái tên Hoài Trúc Linh, Hoài Công mà trông đợi nó Linh thì lâu quá. Thôi bây giờ em ơi, Hậu ơi, bây giờ kiếm đổi cái tên cho anh đi. Thì mới là viết hai cái tên Phi Châu, nghệ sĩ Phi Châu và nghệ sĩ Thanh Tuấn. Thì Thanh Hậu em anh nói bây giờ anh chọn cái nào. Anh nói thôi bây giờ em lên em gửi cho chú Sáu Thu An đi. Lúc đó chú Sáu Thu An là bầu Đoàn Hương Mùa Thu cùng với chị Hồng Hương. Thì đưa chú Sáu, chú Sáu nói thôi tên Thanh Tuấn hay quá, đẹp quá, Thanh Tao Tuấn Tú, lấy cái này đi. Rồi là từ đó lấy cái tên đó. Và lấy tên xong là chú Sáu đưa đi thu đĩa liền. Thì đó có tên Thanh Tuấn tới giờ này. Dạ bây giờ mình mới biết là vì sao là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn có cái nghệ danh đó. Dạ. Và chính thức thì năm nào thì anh bắt đầu bước lên sân khấu lớn anh? Anh diễn cho cái sân khấu đầu tiên tại Sài Gòn là sân khấu của Bạch Liên Hoa của Hề Tỷ. Anh được cái anh Hề Ba Dê năm đó đó, anh cho anh hát vai kiếp chánh đầu tiên trong vở Tứ Gấp Bạch Hải Đường. Thì ra miền Trung hát cho cái đoàn Thủ Đô Hương Hoa Lan thì anh cũng lại hát kiếp chánh. Lần lần từ đó là anh hát kiếp chánh suốt. Cái dấu ấn, dấu mốc cao điểm lớn nhất đó là về sân khấu công ty Kim Trung, hát cùng với anh Minh Phụng, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Vương. Từ đó mà bắt đầu cái tên anh được khán thính giả biết đến và yêu thích tới giờ này. Ồ, như vậy là nếu mà năm 1965 tính ra lúc đó là anh mới có 15 tuổi. 15, 16 tuổi thôi. 15, 16 tuổi mà đã đảm nhận vai kép chánh. Kép chánh rồi. Đã có một cái thời kỳ mà các cái hãng đĩa, những cái hãng thu âm á, là tìm đến anh. Có những lúc mà anh phải thu coi như là một cái giai đoạn mà thu đến 500-600 bài. Cái giai đoạn đó chính xác là lúc nào và anh giải quyết cái áp lực công việc lúc đó nó như thế nào? Khi nghệ sĩ mà được lòng công chúng thì thật sự là lúc đó là mình hết sức là hạnh phúc. Hồi đó là thu cái set, thu băng liên tiếp sáng cả tới chiều và về đi hát. Hát xong có những đêm thu đêm, thâu đêm luôn. Thâu đêm là sáng nay tập tuồng rồi tối hát. Mà liên tục một thời gian dài. Anh nhớ là sau khi 76, 77, 78, 85, 87, 90, 90 mấy là em biết là tất cả có những ngày thu không mệt mỏi mà vẫn phải làm. Là vì phục vụ cho quần chúng nên đành sáng bữa nào khang khang quá xin phép, dạ anh chị, cô ơi, nay cho nghỉ bữa khang quá. Thật sự nói đến nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì cũng phải nhắc đến đường gươm Nguyên Bá đã gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Dạ thì ngày hôm nay thì em cũng mong là được nghe anh chia sẻ lại một chút xíu về cái vở đường gươm Nguyên Bá. Cái vở đường gươm Nguyên Bá đó thu thanh vào năm 1972, hãng đĩa Việt Nam của soạn giả Hoa Phượng. Tại anh Phượng anh viết cái kịch bản này hay lắm. Anh viết phải nói rằng đọc cái kịch bản của anh là thấy văn ngọc. Anh Phượng anh viết chắc chiêu từng lời thoại, từng lời bằng cổ. Khi diễn viên mà đọc cái kịch bản của anh đó, rồi khi mà ca lên thì tự nhiên nó trong lòng nó sướng quá, dễ thuộc và dễ diễn. Hình dung được cái bài ca anh muốn viết, anh nói cái gì. Từ đó trên cái vở diễn tới giờ này, người ta vẫn còn thích, vẫn yêu và vẫn khen những người nghệ sĩ đã đóng trong cái kịch bản đó. Thành phần nghệ sĩ lúc đó thì những anh chị giỏi không? Dạ. Có Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, chị Hồng Nga, Thanh Sang, Văn Trung. Dạ. Anh có thể nói một chút gì về cái vở diễn, cái vai của anh trong cái đường gươm Nguyên Bá nó để lại cho anh một cái kỷ niệm, một cái ấn tượng gì sâu sắc nhất? Cái vai này nó thật đủ hỷ nộ ái ố, tức là đạo làm người, nhân lễ nghĩa trí tính,
đều nó nằm trong cái nhân vật. Thế thì Ngưu Châu có một người vợ mà vua cha cưới về cho mình là cô Thủy Cúc. Trong triều đình có anh Thượng tướng Nguyên Bá, anh này giỏi. Vua cha là lúc nào cũng ra trận là cũng là Nguyên Bá. Anh Ngưu Châu nè, anh ghen tức. Anh nói là tại sao cái gì Phụ Dương cũng để cho Nguyên Bá. Thì ghen luôn cả với cái người yêu của mình, vợ mình. Nói chung là ghen vô lý, vô lối. Sau đó thì ảnh lén, ảnh hại anh Nguyên Bá. Anh Nguyên Bá là đêm đó lại ảnh không giết anh Đầy, nhưng mà một đường gươm thì ảnh chặt đứt cánh tay của anh Thi Lê Ngưu Châu. Đến khi mà anh này hối hận biết được tất cả mọi việc, thì sau đó thì Thế tử Ngưu Châu trở thành người tốt, trở thành một người con hữu dụng của triều đình đất nước, thì đã mất hết một cánh tay. Ghen, quá ghen, ghen vô lý. Thủy Cúc, Thái tử, ai đưa nàng đến thăm ta? Dạ, Thượng tướng Nguyên Bá và đoàn quân tùy tùng. Nàng đi hết mấy ngày đường? Dạ, thiếp đi mất 3 ngày đường. 3 ngày đường? Dạ. Biết chuyện gì đã xảy ra? Thái tử, chàng hãy tin lòng của tiện thiếp. Thủy Cúc, hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên Tô Lỗ kia nó bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cứ tuyệt mà đừng bao giờ nuôi lại với ta, thì sự tình đâu đến nỗi. Ở núi triều vẫn yêu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống. Ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kỳ. Ôi, ta không biết phải làm cách nào để giữ nàng mãi mãi là của ta. Trong suốt 3 năm trời trong khi người ta lập những chiến công nghiền ách tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta treo trung quy vũ, người ta phong nhã chí tình. Sáu tháng trời người ta đóng cửa tư dinh, vậy nên mà cũng có khách cứ vào ra nồn nồn. Cũng có người mai mối dò la, ôi có biết bao nhiêu là khách má hồng. Cùng mơ có một người chồng chưa được 3 năm, cho nên ta học đạo. Phụ Dương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng chỉ vì thiên hạ, tại sao người bắt ta phải chăng người cho ta là một kẻ bất tài vô hạnh nên mới tạo hoàn cảnh cho trăng sĩ ngộ với thuyền quyên?
hãy tin lòng tiên thiếp. Tin à? Làm sao ta tin được? Làm sao ta biết được chuyện gì đã xảy ra? Trong vòng ba hôm giữa một thuyền viên với một cách anh hùng, như bóng dữ hình trên đường dài tăm tăm, chắc trong lòng hai người cũng tầm cảm mến nhau. Trên đường từ cảnh đô đến núi Triều Dân, thiết dẫn một lòng Út Dạ Thủy Dương. Thái tử xin chàng đừng có nghi ngang, tốt hơn là đàn lên sống quay về để có thêm ba ngày đường mà tâm sự. Gặp lại bạn tâm, đâu sẽ tay góc hầu thái tử mấy tuần trà để nhìn thấy tử cảm chén này rồi chén nữa. Sáu tháng về trước, chứ còn bây giờ, bây giờ thì làm sao ta tin được? Sáu tháng trước, bây giờ hay mãi mãi về sau, vẫn không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được thiếp đâu. Không phải thiếp yêu thái tử gì ngồi cao lóc đà, là chúng ta sẽ làm lại một cái trích đoạn của cái Đường Gương Nguyên Bá. Bên ban tổ chức cũng có hỏi anh Thanh Tuấn là anh sẽ hát với ai. Anh Thanh Tuấn là người đề nghị chị Cẩm Tiên. Dạ, cái vở tuần này em hát chung với anh Năm cách đây có 28 năm. Ồ, 28 năm hả? 28 năm về trước em đã hát chung với anh Năm cái vở tuần này ở đoàn cải lương Sông Hậu. Rất là hãnh diện khi được hát chung với anh. Thật sự ngày xưa đó Cẩm Tiên kêu anh Năm bằng chú mà. Tại vì hát chung anh Năm cái anh Năm nói là thôi kêu bằng anh đi chứ hát chung. Tự nhiên kêu bằng chú tối lên hát ôm em không có được. Thành nữ ra cái em mới nói là giờ đãi em bữa cơm đi để em kêu đổi lại bằng anh. Cái đãi em bữa cơm liền. Anh Tiên có giọng ca rất là ngọt ngào, dễ thương, rất truyền cảm. Mà Cẩm Tiên thì cũng
cũng nhạy cảm rất giỏi, thì ca những cái từ, những cái chữ rất hay. Mà giống anh á, anh nói em hát và nói là em rất là yêu thích cái cách ca của anh Năm Thanh Tuấn, là hình như là nó vô máu của Cẩm Tiên hồi nào em cũng không biết luôn. Em ca lên thì người ta, người nào cũng nói ủa sao mà ca giống Thanh Tuấn vậy, cái lái giống Thanh Tuấn vậy. Mà thật sự không phải ai bắt chước anh Năm đều dễ đâu, rất là khó. Cái giọng của anh Năm rất đặc biệt, cái cách mà sắp từ để mà anh luyến lái đó khó lắm. Em cũng cố gắng hết sức lắm nhưng mà chỉ giống chút xíu thôi. Anh Thanh Tuấn là có một cái giọng hát, một cái kỹ thuật hát luyến lấy rất đặc biệt. Hiếm có một cái danh ca giọng cổ nào có thể bắt chước được. Từ lúc nào mà anh có cái cách hát mà anh tự sáng tạo ra? Trường phái Thanh Tuấn là người ta từng nói là Thanh Tuấn ca nhiều dấu hay quá. Anh trân quý những cái giọng ca đàn anh, đàn chú. Thật sự là anh nghe và anh mới chắc lọc được ra cái nào là mình có thể lấy đem về được. Đặc biệt anh thì anh nghiên cứu thích chọn những cái dấu sắc, dấu nặng, dấu quyền để đưa vào bài ca cho nó ngọt và cho nó truyền cảm. Đó là cái riêng của anh Thanh Tuấn. Dạ. Dạ, có thể hiểu rằng là dấu sắc, dấu nặng, dấu huyền thì nếu mà khi anh lên cao thì cao rất cao, nhưng mà khi xuống mà xuống trầm, mà dấu nặng và dấu huyền thì xuống rất là sâu. Một ca sĩ, một cái danh ca theo trường phái là nam cao hoặc là nam trầm, một là cao hai là trầm. Còn anh Thanh Tuấn là có là một cái sự kết hợp mà ở đây mình thấy là nó thật sự là rất đặc biệt. Chắc nếu được thì xin anh xíu thì phạm một cái câu gì đó mà vừa có vừa có sắc mà vừa có dấu nặng dấu huyền. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một phần trình diễn ngẫu hứng giữa nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ guitar Thanh Điền cùng với lại đàn kim và đàn tranh với một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Quê Hương Và Cuộc Đời. Rồi thủy triều thôn năm tôi 14 tuổi.
dễ dàng cho những kẻ xa quê. Làn điệu giọng cổ làm tôi quá say mê, quyết tìm thầy học ca cho thỏa lòng mơ. Hơn 50 năm tôi theo đoàn hát, hạnh phúc với nghề xanh ngát của cả đời vui. Xin tạ ơn, tạ ơn quê hương dân tộc, tạ ơn những tấm lòng vàng đã từng đồng bọc cứu mang. Qua rồi những tháng năm tôi buồn vất vả gian nan, đông mặn xuân sang cho qua trái cây cành xanh tươi trở lại, mong cho sân khấu cải lương được hồn vinh mãi mãi, tiếp nối lưu truyền đến giả đời sau. Hơn 50 năm gắn tinh giả ở trong tôi, tình đồng nghiệp thân thương ơi, tình bè bạn tình đời. Những gì qua rồi cũng sẽ qua, tôi yêu sân khấu mãi tới già, kiếp con tầm nợ dâu phải trả, nhả hết thơ lòng đến khi gục ngã tàn hơi. Nghệ sĩ guitar Thanh Điền, à, hôm trước thì có đến thăm nhà của anh Thanh Tuấn. Anh Thanh Điền thì rất là ngưỡng mộ anh Thanh Tuấn và cũng được dịp để đàn cho anh Thanh Tuấn. Sau đó thì anh Thanh Tuấn cũng nói nếu mà trong cái hôm mà trình diễn của anh trong cái dấu ấn huyền thoại thì nhớ mời Thanh Điền lên làm một câu, hai câu gì cho anh. Dạ, và hôm nay thì anh Thanh Điền cũng đến sân khấu này. Dạ, thưa anh, là người con của miền Trung thì vậy thì cái khó khăn lúc mà mình hát cải lương, hát giọng cổ, trong cái quá trình anh chuyển đổi để anh hát bằng cái giọng miền Nam thì nó có quá khó khăn cho anh không anh? Vùng miền cải lương này là của người miền Nam, cái nôi. Anh thì người miền Trung, cái tổ âm của mình trong đó thì miền Trung thì nó cứng lắm. Nhưng mà khi anh bước vào thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, anh thay đổi theo cái tổ âm của những bài ca mà các cô chú ca, anh đổi hàng ngày. Đầu tiên thì anh giảm đi khoảng chừng 50-60% tiếng miền Trung. Thì đến khi qua thầy Bảy Trạch 3-4 tháng sau thì dường như anh được 90% tiếng Nam. Và khi anh đi hát thì anh hết 95%. Đến năm 1965 thì anh được hoàn toàn là nói tiếng Nam. À, kính thưa quý vị khán giả, đến với dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn cũng sẽ mang đến cho chúng ta một vở diễn huyền thoại của mình, Nỗi lòng Chu Văn An của soạn giả Phi Hùng. Đây chính là vai diễn đã mang đến cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn giải diễn viên xuất sắc nhất liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2000. Đêm đã khuya mà
sao phu nhân cầm vào trong an nghỉ. Phu quân ơi, thiếp làm sao mà ngủ được? Mấy đêm rồi thiếp thức trắng, thức để nghe từng tiếng thở của phu quân. Chắc tại phu nhân mệt đó, ta thật vô tình không nghĩ đến giấc ngủ của phu nhân. Dạ không, phu quân không làm điều gì trái ý thiếp. Phu nhân nói thế, chẳng lẽ nào không hiểu ý của ta sao? Dạ không, phu quân nói vậy là chưa thật lòng với thiếp. Có điều thiếp e rằng thiếp chưa hiểu hết nỗi lòng thầm kín của phu quân. Đối với phu nhân, ta chẳng có gì thầm kín cả. Hơn 40 năm tình sâu nghĩa nặng, có lẽ nào phu nhân không hiểu được ta sao? Thiếp đã hiểu phu quân từng miếng ăn giấc ngủ, hiểu cả những lời son sắc thỏa hàng. Anh đến tìm
Rồi sau đó thầy đồ nghèo vắng bóng, biển biển khóc về dòng sông tu lịch ngày xưa. Để nhớ, để thương, để chờ, để đợi cho mơm sông. Yêu thích cải lương vọng cổ thì chắc chắn sẽ không xa lạ gì với giọng ca của chị Phượng Hằng, danh ca mà có làn hơi rất là dài. Cái lần đầu tiên mà Phượng Hằng song ca hay là có một cái phần trình diễn chung với lại anh Thanh Tuấn là lúc nào? Lần đầu tiên, nhớ rất là nhớ, ấn tượng luôn. Cái vở tuồng đó là cái vở tuồng Lá Sầu Riêng. Ồ. Là lần đầu tiên Phượng Hằng mới vừa lên hát đào. Nhưng mà lúc đó Phượng Hằng thì mới có 16 tuổi à. Mà lúc đó thì chỉ hát đào con thôi, mà hôm đó là đoàn thiếu đào lên thế cô đào chính à. Là hát chung mà hát được chung với người đáng lý là Phượng Hằng phải kêu bằng thầy, anh Nam Thanh Tuấn, cho nên là rất là hạnh phúc mà cũng rất là lo. Mới hát mà, cho nên là vấn đề tâm trạng không ổn, thích mừng nhưng mà lo sợ. Nhưng mà anh Nam á có nói như là thôi đừng có lo, đừng có sợ, sợ thì ra không có làm được, yên tâm đi, có gì thì anh Năm chỉ cho. Tại vì ba Phượng Hằng là Thanh Tuấn em bằng chú, ba Phượng Hằng lớn tuổi lắm, hàng trận tuổi chú cha của Thanh Tuấn, thế cho nên Phượng Hằng quay về và kêu anh Năm bằng âm à, lúc đó, thế cho nên Thanh Tuấn nói em ơi hát đi, đừng sợ, có anh Năm, có gì anh Năm hướng dẫn cho, giúp đỡ chị cho. Đó là kỷ niệm trong đời mà Phượng Hằng gặp Thanh Tuấn. Dạ, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng đã có mặt trong Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay. Ngoài cái giọng ca rất là đặc biệt của anh, chắc có lẽ cũng ít người biết được là anh cũng có một số sáng tác đáng kể. Cái sáng tác đầu tiên của anh là bắt đầu là vào năm nào? Và cho tới giờ thì anh có bao nhiêu cái sáng tác mà anh cảm thấy là ưng ý nhất? Là mới có năm 15, 16 là Thanh Tuấn đã thích viết tuồng, viết bài ca rồi. Thì năm 1965, khi nó đi hát rồi, đi hát được mấy tháng thôi, thì Thanh Tuấn đọc được cái cuốn tiểu thuyết. Thanh Tuấn đọc rồi cái thấy hay quá, Thanh Tuấn viết thành vở cái lương Cuối Nẻo Đường Yêu. Đó, viết xong thì Thanh Tuấn đã mới tìm được cái quyển sử của Mạc Mậu Hộp, viết về cuộc đời Mạc Mậu Hộp. Thanh Tuấn đọc hết và Thanh Tuấn lập thành cái đề cương, và Thanh Tuấn viết được vở cải lương sử đó là hai vở Cuối Nẻo Đường Yêu và Cuộc Đời Mạc Mậu Hộp. Viết tay thôi hai cái quyển vở học sinh á, đây này đó, và cuộc đời là đi hát chứ không phải viết tuồng. Xong thì như thế thì sau 1996 cái cơn lũ mà tràn ngập trắng xóa miền đồng bằng Cửu Long, thì năm đó là Thanh Tuấn diễn tại An Giang, quá trời khổ bà con, mưa trắng xóa, nước bên bồng, bà con ở trong những cái khu mà bị ngập đó đi xuồng ra ngoài thì tá túc, khổ quá. Thanh Tuấn viết được cái bài ca cổ được mang cái tựa là Cơn Nước Lũ, thu cho đài phát thanh An Giang năm đó. Đến năm 1997 là cơn bão Linda thì tăng thương quá. Thanh Tuấn quay qua truyền hình TV rồi đọc nghe tin báo đài, rồi vợ con đó độ nó mưa tầm tã ra đứng chờ chồng ở ngoài biển khơi, Thanh Tuấn mới viết được cái bài ca
là Cơn Bão Biển. 97 viết, 98 Thanh Tuấn thu cho hát đĩa Việt Nam. Khi đó thì Thanh Tuấn được đi qua diễn Australia, thì Thanh Tuấn đem theo 5.000 cùng băng Cơn Bão Biển, bán không còn một quán nào hết. Tình bão lụt
bình của anh Thanh Tuấn để mời anh Thanh Tuấn tham gia cái chương trình dấu ấn huyền thoại này, thì mình cũng không có nhận ra anh Vương Phụng luôn. Sau ngồi nói chuyện chút xíu cái anh mới bắt vô anh hát câu của Gánh Cỏ Sông Hàn, rồi cái chất giọng anh rất là đặc biệt luôn. Cái lúc đó mình cũng có nói chuyện với lại anh Thanh Tuấn, anh ơi hay là hôm đêm diễn của anh trên dấu ấn huyền thoại chắc là em xin phép mời anh Vương Phụng tham gia một tiết mục. Nhưng mà với em của anh rất là lâu đời. Dạ. Em này thì hát cũng 38 năm rồi đi hát chung anh nhiều, và bây giờ anh em gặp lại ở gần nhà anh thì đến thăm anh và vui uống trà cùng chia sẻ tâm sự đổi trao. Dạ, nhân duyên nào mà anh gặp anh Thanh Tuấn rồi chơi thân tới giờ anh? Lúc đi với ảnh là lâu lắm rồi, thì coi như mình cũng lên trên thành phố này một thời gian đó, từ năm 95 thì mình làm biên tập trong Suối Tiên á, rồi qua đó một thời gian năm khoảng chừng 2008 2009 thì lúc bệnh mình nghỉ. Dạ. Nghỉ rồi thời gian về quê cũng 1-2 năm, rồi sau lên thành phố nữa mới mở quán nghệ sĩ này kia là cũng làm tiếp. Yeah. Rồi bây giờ là khoảng chừng 2-3 năm nay mới lên gặp anh Năm. Yeah. Uống cà phê, rồi sau này là về Gò Vấp mới gần gũi anh em rồi mới uống cà phê uống trà hoài à. Thử là mới gặp hôm đó là ghé đó mới biết là Bửu Điền đến đó. Tình cảm của anh chứa đựng nó đông đầy trong các cái tác phẩm mà do anh sáng tác. Cái mà em cảm nhận được thấy anh có rất nhiều cái sáng tác liên quan đến quê hương và đất nước. Có một cái lý do nào không, hay là do anh có một cái cảm nhận đặc biệt với cái tình cảm đó? Quan điểm của anh là viết nội dung lúc nào anh cũng nghĩ tới mẹ cha, những người thân thương, anh hùng vĩ đại mà đã để lại cho nhân dân mình tới ngày nay hưởng được thanh bình này, anh rất trân quý kính trọng. Rồi quê hương đất nước con người. Yeah. Anh viết rất nhiều bài, Giấc Ngủ Đầu Nôi Thanh Tuấn viết, Cơn Bão Biển Thanh Tuấn viết, Quê Hương Cuộc Đời Thanh Tuấn viết. Và đến giờ đây thì Thanh Tuấn đã viết được trên 80 bài tân cổ và đã thu được 3 album. Dạ thưa anh Thanh Tuấn, thì cái cuộc đời cũng như cái sự nghiệp của anh thì vinh quang từ rất sớm, trung chuyên, trong gai, thăng trầm chắc chắn cũng rất nhiều.
Thì cho đến giờ phút này anh có cái điều gì mà anh vẫn còn tiếc nuối là mình chưa có làm được? Thanh Tuấn rất muốn, rất mong bảo tồn được cái nghệ thuật cây lương. Thật sự ra có một thời gian cây lương đứng chững và xuống quá. Thanh Tuấn cũng như bao anh chị em nghệ sĩ rất là lo sợ. Sự mai một, không biết khán giả có còn thương yêu, còn đến với cái nghề hát cây lương nữa không. Đó là một cái nỗi rất là buồn, rất lo. Cho nên Thanh Tuấn viết trong cái câu là mong cho sân khấu cải lương được phồn vinh mãi mãi. Qua rồi những tháng năm tôi buồn vất vả gian nan, đông mặn xuân sang cho qua trái cây cành thanh tươi trở lại. Mong cho sân khấu cải lương được phồn vinh mãi mãi, tiếp nối lưu truyền đến giả đời sau. Tạ ơn tất cả khán thính giả ở trong tôi, tình đồng nghiệp ơi, tình bè bạn ơi, cả tình đời, Thanh Tuấn gửi gắm trong ba cái ca đó. Bây giờ thì Thanh Tuấn muốn làm tiếp một vài việc mà Thanh Tuấn cố gắng có thể làm được. Thanh Tuấn muốn mở một cái lớp dạy nghệ thuật ca vọng cổ cho các em, các cháu mới biết nhịp và cũng có thể đã biết nhịp. Thì Thanh Tuấn muốn truyền đạt lại cho tất cả các em, các cháu ở cái thế hệ sau để giữ gìn những cái hay đó, cộng vào cái hay của các em, các cháu, tô điểm cho cái bài vọng cổ phong phú hơn, tươi mát, đẹp hơn, để cho người nghe đó, người ta có cái cảm nhận rằng bài vọng cổ có mới, chứ không phải đứt một chỗ như ngày nào. Đó là cái mơ ước mà Thanh Tuấn muốn làm. Dạ thưa anh, thì cái lớp này anh dành cho các bạn trẻ hay là cỡ cái lứa tuổi của em mà muốn đi học được không anh? Anh đã nói rồi. Thế là dạ anh... dưới kia cũng có. Mở lớp dạy ra đó, cái đó là bất cứ ai cũng học được. Đặc biệt là cái lớp học của anh sẽ tiếp tục là truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn trẻ. Và trong đó có chắc chắn là sẽ có một cái bạn trẻ đầu tiên, đó là dạ Colorman. Dạ Colorman sẽ đến đăng ký đầu tiên. Hồi nãy đứng ở trong hậu trường, mình cũng có hỏi anh một cái ý, bây giờ cũng xin được hỏi lại anh. Tại vì cái ý này thì khi anh chia sẻ nó rất là khác với những cái gì mà người ta hay bình luận trên mạng xã hội. Rồi sau đó cũng có một số bài viết là sau khi nhận nghệ sĩ nhân dân rồi thì anh Thanh Tuấn vẫn đi hát đám cưới, hát hội chợ. Các cái bạn cộng đồng mạng thì sẽ nghĩ rằng là chắc sau khi mà được phong nghệ sĩ nhân dân rồi cũng vẫn khổ lắm. Nhưng mà nãy mình đứng trong phía sau hậu trường thì mình có hỏi anh, thì anh nói là đâu có. Cái quan điểm của Thanh Tuấn là Thanh Tuấn là người của khán thính giả. Những người mà yêu thích và cưu mang Thanh Tuấn suốt cuộc đời làm nghề của Thanh Tuấn, thì giờ đây Thanh Tuấn còn hơi thở, còn giọng ca là Thanh Tuấn phải phục vụ. Đã là nghệ sĩ trong lòng của nhân dân rồi, không đợi danh hiệu nghệ sĩ nhân dân để được mình làm cái thước đo cho bản thân mình. Nghệ sĩ Thanh Tuấn vẫn là nghệ sĩ Thanh Tuấn, không có danh hiệu nào để mà cách chia với tất cả khán thính giả từng yêu thương Thanh Tuấn. Trên chiếc xuồng
để dắt nhau chạy đua. Rồi bỗng dưng nữa
làm lại nhau cuộc giây mừng mừng. Giấc ngủ đầu nôi cũng đã khép lại chương trình biểu diễn ngày hôm nay của Dấu Ấn Huyền Thoại cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Và thưa anh, trước khi chào tạm biệt quý khán giả, có lẽ là anh cũng muốn chia sẻ đôi điều cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào trên sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại ạ. Thấy rất là vui khi đã thực hiện xong chương trình, để lại cho Thanh Tuấn những xúc động khi được làm nghề với những người yêu nghề, những người thương nghệ sĩ. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả thân thương theo dõi chương trình, và mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Dạ rồi, dạ đây là một món quà tinh thần nhỏ nhỏ, đó là cái bản lưu niệm và cái kỷ niệm chương. Xin cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn. Dạ.
Cảm ơn anh. Dạ, mọi người xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Đến đây thì Khang Lan xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý khán giả và hẹn gặp lại ở những tập kế tiếp. Xin chào tạm biệt.